Đây, một cái vỏ của anh trai về bán cá nè cô chú anh chị. Ê. Đó, sớm ảnh săn cá rồi, giờ anh về anh đổ vớn sang bán tiếp nè. Nguyên xuồng cá linh luôn. Hôm nay nghe chị Sương nói cũng khoảng vài tấn cá. Đó, ở bên kia thì có xuồng vỏ bà con đang qua cũng rất là tấp nập luôn kìa. Cô chú thấy không? Một cái xuồng kia đang chặt cua rất là gắt luôn. Nước đang đổ về phía Việt Nam rất là mạnh. Quá dữ luôn. Đây là con cá linh chặt lòng nó bự rồi nè. Cái này đem lên lặt nè. Bên kia đang săn cá hì hì luôn kìa cô chú anh chị. Rất là đông vui ha. Đây rất là đông bà con đang tập trung lựa lặt cá linh nè cô chú anh chị, khoảng mấy chục người luôn nha. Hiện tại là mình thấy rất là nhiều những cái vớn của bà con đặt ở trên đồng rồi nè. Tuổi hả? Rồi, 7 tuổi biết lặt cá linh luôn hả? Con biết lặt là mấy tuổi? Biết lặt cái mấy tuổi? Lớn 5 tuổi. Đây là cảnh bà con sẽ dùng một cái lồng. Đó, nó có kích cỡ để chặt lồng cá linh nè cô chú. Đó, những con cá nhỏ thì sẽ lọt ra, những con cá lớn thì sẽ giữ lại và lúc đó sẽ lặt và cung cấp cho ngoài thị trường. Đó, như ở thành phố Sài Gòn hoặc là những ngôi chợ ở trên bờ. Xin mến chào cô chú anh chị và các bạn nha. Chào mừng cô chú anh chị các bạn đến video tiếp theo của em trên kênh ống kính đó đây. Các bạn thân mến, hiện tại là em đang có mặt ngay tại một cái bến cá của người Campuchia ở biên giới của Việt Nam nè cô chú anh chị. Ở phía bên đây thì thuộc là chợ Bắc Đai, bến cá của chợ Bắc Đai, nhưng mà đa phần là người Campuchia người ta mang cá qua đây. Và hôm nay là ngày 6 tây tháng 8, em đang có mặt ở đây để chia sẻ cái cảnh hàng trăm những cái chiếc ghe xuồng của người Campuchia từ bên kia biên giới mang cá qua đây bán nè cô chú anh chị. Và đặc biệt đây là thời điểm bắt đầu mùa của mùa nước nổi năm 2024. Đây là những chiếc xuồng bà con mang cái con cá linh đầu mùa sang qua đây bán cho thương lái của Việt Nam mình nè. Ở phía sau của chợ Bắc Đai thì có hai cái bến cá nè cô chú anh chị. Đó, bên đây hiện tại em đang đứng phía bên đây, đang quay cái cảnh nhộn nhịp buổi sáng ở bên kia cho cô chú xem ha. Tí nữa thì em qua quay cận cảnh cho cô chú anh chị và các bạn xem. Ở đây là cái con sông Phú Hội nè cô chú anh chị. Đó. Chợ Bắc Đai thì thuộc xã Nhân Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Giờ này thì cũng lai gai xuồng vỏ của bà con người Campuchia mang cá qua đây bán nè. Đó. Đây là những đợt cá linh đầu mùa của mùa nước nổi. Đây, bà con người ta làm nghề nông cũng giống như người Việt mình vậy đó cô chú anh chị. Cũng có mấy em nhỏ nhỏ đi
ham cá đi theo. Bà con ở đây bán cá xong rồi bây giờ đậu xuồng qua đây để đi chợ nè. Đó, đậu xuồng lên đây để lên bờ đi chợ. Đó. Cái bến cá phía bên kia là bến cá của chị Sương. Còn chỗ em đứng đây là bến cá của chị Liên nha cô chú anh chị. Đó. Hôm nay là bắt đầu là cá bắt đầu bên cam về nhiều rồi. Ở đây là mấy cái lợp người ta để đặt tôm hay đặt cá vậy nè. Cái này không biết lợp tôm hay lợp gì nè cô chú anh chị. Em thấy giống lợp tôm quá. Còn ở đây là cái cây cầu Bắc Đai nè. Đó, đi thẳng theo cái con sông này qua phía bên kia. Đi thẳng khoảng chừng vài trăm mét là đi qua bên Campuchia đó cô chú anh chị. Cửa khẩu biên giới Bắc Đai ha. Đó. Còn đi sang Campuchia đường xe máy thì mình qua cái cầu này rồi rẽ phải. Đa số là ở đây bà con đi bằng xuồng vỏ thì nhiều. Đó, đi sang Campuchia mua bán. Bà con người Việt mình ở khu vực huyện An Phú á, cũng như là khu vực ở chợ Bắc Đai này á, thường đi xuồng vỏ qua bên Campuchia để bán muối qua bển nè. Đó, còn qua bên kia thì có thể là mua cá linh, những cái con cá nhỏ nhỏ về làm mồi cho cá nuôi bè ở đây. Đó, hoặc là bà con đi qua bên đó mua hến chở về đây bán. Đó. Chút xíu nữa thì xuồng sẽ đông cô chú anh chị. Ở đây buổi sáng chú đang cho cá. Cho cá nàng hài ăn. Năm nay chị Bảy, chị Liên trang bị thêm một cái bè nữa nè để nuôi cá. Ở bên kia bà con đang xúc cá linh lên kìa. Ở bên đây thì mấy chị cũng đang căng lưới để mua cá rồi gọng ở trong đây nè cô chú anh chị. Mấy bữa nay cá về nhiều chưa chị? Dạ. Con nhỏ hả? Đó, hôm nay nước nó lên nhanh lắm nè cô chú anh chị. Hồi từng rồi em thấy nước chưa có lên dày đâu. Hôm nay bây giờ nó lên cao rồi nè. Đó. Mai mốt nước nó lên cao là nó ngập cái sàn này luôn nè. Hello. Mấy bé này người Việt hay gì chị? Người Việt mà lỡ lặt cá. À vậy hả? Em tưởng đâu đi. À mấy bé này chờ lặt cá linh nè. Hello. Biết lặt cá linh không? Mấy bé. Mấy tuổi rồi lặt cá linh đây? Mắc cỡ ha. Đây một cái xuồng cá của người Campuchia sang nè cô chú anh chị. Cá linh hiện tại còn cũng rất là nhỏ, bà con thì lựa những cái loại cá lớn ra để lặt bán. Đó. Cái anh xuồng cá anh nói cho mượn tiền để đóng tiền sản. Wow, cá linh nó chiếu chiếu luôn kìa cô chú anh chị.
bác sĩ Nga trước. Bây giờ ông chưa căng lên ngồi lành lên. Ông căng đổ đây nè. Căng, đè lấy giọt lên. Cá nó còn nhỏ, ít bữa nữa cá nó mới lớn. Đây con cá linh nè, tôi xuống chị. Bây giờ nhìn nó chiếu. Đó. Đó. 5. 5 cây. Ủa, có cá chặt nữa kìa. Bữa giờ ở trên chợ cá linh mà lớn lớn á các bạn là có thể là cá linh nuôi, còn bây giờ là mới đúng là cá linh của mùa nước nổi mùa lũ nè. Đó, con cá nó chưa có bự đâu. Trên cái con sông này nước nó chảy mạnh lắm luôn. Bây giờ có một xuồng kia vô nữa kìa. Nước bây giờ nó đang đổ rất là mạnh luôn á cô chú anh chị. Kìa bên kia có một cái thùng phi cá linh nữa kìa. Cá linh đó là bên Campuchia người ta không có mua, cho nên là người nông dân của Campuchia người ta mang qua bên Việt Nam đều thu mua hết. Hiện tại thì chưa có cá chợ cô chú anh chị, khoảng một thời gian nữa thì mới có cá chợ. Cá bây giờ nó còn rất là mỏng manh. Cá bây giờ chủ yếu là bà con bán cá thả đồ rồi đúng không chị? Chưa. Ok. Đây cái anh trai này ở bên Campuchia sau khi săn cá xong rồi chạy vỏ về nè cô chú. Quá dữ luôn. Đó.
đó, sau khi cân cá rồi gia đình có em nhỏ nữa kìa chạy về Campuchia, chút xíu nữa người ta đổ giớn tiếp và trở qua cân tiếp của cô chú anh chị. Ở đây thì cũng có lai gai cá chợ nè cô chú anh chị, thấy ha, cá tràng nè, cá chốt nè, với lại là tép tôm nè, mấy con này là tôm con nè, tôm càng xanh nè, mấy con này thì nuôi nó sẽ lớn thành tôm càng xanh đó. Đây tôm, đây là cái con cá chốt giấy nè, cá chốt này là cá chốt nó ngon nhất trong các loại cá chốt đó cô chú, giá nó cũng cao hơn nữa. Cái con này nó còn bự lắm đó, loại cá chốt này là đắt tiền nhất. Nhiều nơi người ta gọi này cá chốt cờ. Còn đây à, đây là con cá à, đây cũng là con cá chốt giấy luôn. Hôm nay thì không thấy có cá chốt sọc, rồi cá rô biển nữa nè đó. Quá ngon. Ở đây ghe của người Campuchia bắt đầu sang để bán cá với lại đi chợ rồi cô chú anh chị. Cái hướng này là hướng đi về Campuchia ha, cho nên là hướng này là xuồng vỏ của người Campuchia đổ qua đây rất là nhiều. Còn chạy dọc theo cái con sông này đi hướng ngược lại á là mình có thể đi về chợ Vĩnh Hội Đông nè, còn đi thẳng nữa là đi về thành phố Châu Đốc. Từ đây mà đi ra thành phố Châu Đốc cũng khoảng 20 mấy cây à cô chú, chưa tới 30 cây. Đó. Ở bên kia thì có xuồng vỏ bà con đàng hoàng cũng rất là tấp nập luôn kìa. Đó. Cô chú thấy không, cái xuồng kia đang chặt cua rất là gắt luôn, nước đang đổ về phía Việt Nam rất là mạnh. Chở một sọt cá linh kìa. Bên đây thì bà con cũng mang cá sang bán. Đó, mấy em nhỏ dễ thương không, đi theo gia đình đi chợ. Phía bên kia bà con cũng đang cân cá ở bên kia kìa. Ít bữa nữa thì quay con cá linh nó sẽ đẹp hơn cô chú, cá nó sẽ bự hơn. Đó. Chị này cân cá xong rồi đi chợ xong rồi về.
đây là chuột đồng. Đó, chuột đồng bà con đi sôi xong rồi làm sẵn á, ướp lạnh sáng hay mang qua đây bán cân lại. Đây chú này bơi một cái xuồng rất là nhỏ luôn nè. Đi bán cá hả chú? Đi chạy hả chú? Wow, tưởng đâu chú chạy rồi đem cá ra đây bán. À, chú ơi, ngồi trên cái xuồng đi chạy. Bên đây thì có mấy cái cửa ngục nè. Đó. Các chú quẹo vô đây chạy quá. Cái xuồng của chú nhìn thấy mỏng manh quá. Nhưng mà người sông nước người ta đi quen rồi. Ai mà ở Sài Gòn mà xuống mà đi trên cái xuồng này chắc là không dám đi đó cô chú anh chị. Chú ơi, chạy nè, để quay chú chạy coi. Hiếm lắm mới thấy bà con lại đây chạy. Để coi chú chạy có cá nhiều không nha. Thường là mấy cái giữa cá đây, cá rồi nó bu lại, tập trung lại cũng nhiều lắm. Thời điểm mà cuối mùa nước á, con cá linh nó bự á, bà con chài dính cá linh nhiều lắm. Chài một mình á, không có ai bơi á, điều khiển cái xuồng cũng khó lắm. Còn rồi dính cái cây rồi. À, rồi dính cái cây nhỏ chứ cái cây bự là phải lặn xuống. Thua rồi, cái này dính cái cây là không dính cá rồi. Ôi có con cá mè dinh kìa, có con cá dảnh chứ. Được một con cá dảnh nè. Vô đây chài không có cá rồi, chú bơi ra rồi. Ở đây có một cái giỏ của cô nè, cái ghe lớn, cái giỏ lớn của cô đi bán đồ hàng bông, thịt cá, tập đồ tập quá rồi. Chào cô. Dạ. Nay đi trễ vậy cô? Ừ, nay đi chưa rồi. Dạ. Đi sớm không có người ta. Dạ. Nay sao cô không vô trong kia đậu? Đậu đây lấy đậu đi liền. Dạ, dạ. Cô đi qua bên Campuchia bán đó cô chú anh chị. Có cô nè, có trái cây nè, có rau nè, đó, bánh trái, nước uống đầy đủ luôn. Đây, ở đây có một cái giỏ bà con người Campuchia mang cá qua đây bán nữa nè. Đó. Một xuồng cá luôn, cái này là cái xuồng cây chứ không phải giỏ. Đây, nguyên xuồng cá linh luôn. Hôm nay nghe chị Sương nói cũng khoảng vài tấn cá, cũng mấy tấn cá đó.
thời điểm này đa số là cá mua để cho người ta mua phóng sanh đó cô chú. Một số loại cá lớn thì bà con sẽ lựa ra để lặt. Giờ này cái trên bờ đó, một số bà con, mấy cô, mấy chị, nói chung là tập trung rất là đông ở trên kia để ngồi lặt cá linh kìa. Chút xíu nữa em lên đó quay cho cô chú xem. Đây, một em bé Campuchia đòi ăn bánh nè. Nó mấy tuổi rồi chị? 4 tuổi. Đó, mẹ mua bánh trên ghe hàng. Đây, bây giờ dạ. Rồi bây giờ cô sẽ xuất phát qua bên Campuchia để bán hàng cho người Campuchia nè. Đó. Wow, cái ghe này chạy tốc độ nè. Đó, bên kia có cái xuồng của người Campuchia sang bán cá tiếp nè. Cái anh này hồi sớm ảnh bán cá rồi, bây giờ ảnh chở qua nữa vậy nè cô chú. Wow, chặt cua quá dữ luôn. Đó, hồi sớm ảnh cân cá rồi, giờ ảnh về ảnh đổ vớn sang bán tiếp nè. Thời điểm này như người ta đổ 2-3 lần luôn á cô chú anh chị. Đi lúc nào cũng có mấy đứa nhỏ. Thấy dễ thương không? Đây là cảnh bà con sẽ dùng một cái lồng. Đó, nó có kích cỡ để chặt lồng cá linh nè cô chú. Đó, những con cá nhỏ thì sẽ lọt ra, những con cá lớn thì sẽ giữ lại và lúc đó sẽ lặt và cung cấp cho ngoài thị trường đó, như ở thành phố Sài Gòn hoặc là những ngôi chợ ở trên bờ đó. Khi con cá nó lớn dần thì bà con sẽ tăng cái kích cỡ của cái lồng lên đó. Rất nhiều cá linh luôn. Dạ đây nè cô chú anh chị, rất là nhiều các cô các chị đang ngồi lặt cá linh ha, để cung cấp cho thị trường. Đó, thời điểm cá linh đầu mùa rất là đông luôn nha. Em đếm sơ sơ cũng chắc cũng cỡ tầm 20 người á. Thời điểm mà cá nó lớn chút nữa thì còn đông hơn nữa cô chú anh chị. Đó. Giờ này là thời điểm con cá linh nó còn giá rất là cao. Đó. Đây, cá linh. Mấy em nhỏ nhỏ cũng ngồi lặt nữa kìa. Đó. Bà nội không có thấy đâu. Nay không lặt hả chị? Đi chị nào mới lặt, đợi cá bự mới lặt hả? Đi chạy xe ôm rồi. Ở đây là mấy chị phụ nữ cũng làm nghề chạy xe ôm luôn nha cô chú. Nói thiệt luôn. Nói thiệt. Đây, chạy lên. Dạ. Chạy hết tới chiều là được cái ôm đó. Ở đây mà cô chú anh chị mà lại chờ vất đai mà không biết đi đâu thì có thể gọi chị chở đi đâu nha. Đó, đi vòng vòng tham quan ra Châu Đốc rồi cũng đi luôn. Dạo này chạy xe ôm có tiền hơn là cá linh nè, nên chỉ lo chạy xe ôm không à.
Là chở nè năm thành là người ta cắm em nữa hè. Chạy xe ông ngày chịu mấy rồi chị? Quá dữ. Chị vậy lột da lưng mấy người cam không à? Còn lạc cái linh này được 2 triệu. Ủa mắt nè, hỏi cho đó, hỏi gì nữa. Ngày 7 kg, 8 kg. Ngày 7, người, người, một người ngày lặt được 7-8 kg hả chị? Đồng hồ này đâu có được. Dạ. Trung bình đồng hồ đâu được. Đồng hồ này có 3-4 kg. Chưa ha, dạ. Chịu hỏi My không chịu hỏi gì chưa? Không hỏi My kìa, cho My trả lời. Bé My này hả? Bé này mấy tuổi vậy chị? Hỏi nó. Con mấy tuổi rồi? Cái bà đen đó hả? Hai bà giấy chồng. 7 tuổi hả? Rồi. 7 tuổi biết lặt cá linh luôn hả? Con biết lặt hơn mấy tuổi? Biết lặt cá mấy tuổi? Nói lớn lớn là 5 tuổi. Mấy tuổi nói coi. 5 tuổi lặt. Rồi lặt 1 ký cá linh vậy là con được nhiêu tiền? 500 ngàn à. 600 ngàn. Ta nói đi bà, thấy giỏi ghê chưa cô chú anh chị? À. Vậy cái tay lặt à. Vậy cái tay kìa. Lớn lên cho tôi nghe. À. Cái tay nó lẹ chứ bộ. Đánh nghe cho nó. Coi chị đường nè. Coi chúng đó coi con. Để coi lặt cơn con cá còn nguyên không nha. Lặt thấy cưng. Đưa lên chổng coi đàng hoàng lặt cái đẹp rồi. Tay nó lặt đàng hoàng lắm, lặt chổng coi coi. Cái này ngày chắc được khoảng 1 ký quá. Lặt cái tay còn hơn nè. Đó. Đâu à. Quá giỏi luôn. Chưa đi học cái chưa đang nghỉ hè cái tranh thủ lặt cá linh kiếm tiền nè cô chú anh chị. Bón heo à? Rồi. Giỏi quá thì giỏi rồi. Ngày nó cho heo ăn chứ. Ngày cho heo 100 ngàn. Quá dữ luôn rồi. Cái này chắc cuối năm làm giàu à. À mùa cá linh là ngày nó bỏ 50.000 trăm heo không à? Vâng, rồi mẹ mẹ có đi đặt không? Mẹ đâu? Mẹ đâu chị ơi? Mẹ đây hả? Đó. Cái này trung bình một người lớn một ngày mình lặt được mấy ký hả chị? Cá nhiều thì người ngày 200 mấy, 300, cá ít thì người 100 mấy. À, tính tính đầu ký kìa. 4-5 ký ha. Có dạ. Cá hoài lặt được nhiều. Mà cá bự thì mình lặt được nhiều hơn. Cá bự nhà có ký, mười mấy ký. Dạ. Càng bự càng nhiều. Dạ. Cái này cá linh sau khi lặt xong là sẽ gửi đi Sài Gòn, Bình Dương đổ cô chú anh chị. Dạ. Hay thiệt chứ. Nó xíu mà lặt giỏi thiệt. Đó là vừa cái tay nữa nè. Đã. Vừa lặt mà còn vừa cười luôn nữa. Cái xứ này được con đứa đó. Bé nhỏ nhất này. Ai mà như nó. Nãy có thằng bé kia nhỏ xíu nữa đâu rồi. Nó ngồi lặt nó đi đâu rồi. Nhỏ nhưng mà nhỏ này là nhỏ nhất. Nó lớn tuổi. Yeah. Biết lặt hay quá. Lúc đầu là mình chỉ nó lặt hay sao chị? Nó ngồi vòng hồi nó biết lặt à. Vậy ha. Nó biết mặn từ lúc còn nhỏ lận. Vậy hả? 4-5 tuổi nữa xuống nó chọc rồi. 4-5 tuổi là biết rồi. Ừ. Trời ơi. Đó, hai mẹ con đi lặt nè. Quá là giỏi luôn. 18 rồi. Hai mẹ con lặt về rồi sao người ta lặt lại? Dạ. Nói chung là mùa cá linh là mấy cô mấy chị ở đây tranh thủ để kiếm tiền đó cô chú anh chị. Đó, ở đây cũng mấy em nhỏ nhỏ nè, cũng lặt rất là giỏi nè. Đó. Bên đây có hai em gái cũng bé xíu nữa nè, lặt rất là giỏi luôn nè. Đó. Thì lặt cá linh á là bà con sẽ mỗi cái thao là bà con sẽ bỏ một cục đá vô. Đó, cho con cá nó gây tê con cá cho nó nằm im. Mình dễ lặt với lại nó giữ được tươi nữa. Dạ. Năm nào mùa nước tới cô cũng lại đây mình lặt vậy thôi cô. Dạ. Dạ, lặt tới con cá linh hết lặt được thôi. Dạ, tới cá lâm mắm này cái cô chuyển sang cắt mắm. Đó. Dạ. Dạ. Mùa nước thì không có việc làm mình làm này cũng có thu nhập lai gai. Dạ.
Mùa khô mình làm gì khác hả cô? Dạ, ở đây thì bà con làm gãy đồ ha. Dạ. Thấy ngồi lặt cá linh này khỏe hơn đi làm gãy không cô? Dạ. Rồi, cảm ơn cô. Đó, rất là đông luôn nè cô chú anh chị. Quá đông luôn. Mai mốt còn đông vui nữa, mai mốt con cá linh nó bự á. Đây là con cá linh chặt lòng nó bự rồi nè. Cái này đem lên lặt nè. Đây chú bán cá về rồi nè. Hôm nay chú bán cá gì vậy chú? Trời ơi. Vậy hả? Trời, chú nói quay phim mà trễ quá, không quay được chú. Ai mà quay dữ gì trời. Chắc là chú bán cá chợ á. Đây, một cái giỏ của anh trai về bán cá nè cô chú anh chị. À. Cá linh. Đó. Nước nó chảy rất là mạnh luôn cho nên là tới cái cua này á là phải chặt lái kỹ thuật lắm. Đó, cá linh non. Quá đã. Mùa này con cá linh non khi mà lặt rồi đem lên chợ thì giá cũng hơi khá là cao nha cô chú. Khoảng thời gian cá nó lớn chút xíu nữa thì cái giá nó sẽ mềm xuống. Đây một cái giỏ cá linh rất là lớn vừa mới về tới nè cô chú. Này mấy anh chị qua tận Campuchia trở về luôn. Xuồng này cá nhiều á. Cá này phải chạy oxy. Thì ở bên kia có một cái xuồng của người Cam về tới nữa kìa. Đổ cá vô đây để chặt lòng nè cô chú anh chị. Chặt lòng. Mấy cá lộn rồi. Dạ. Có cá chặt nữa kìa, cá chợ nữa kìa. À. Lấy mấy con cá bự lại.
nãy giờ xúc cá lưng bớt rồi. Bên kia là cái vàng oxy đó cô chú anh chị, mấy cái đầu trắng trắng đó là mấy cái đầu sủi bọt của oxy đó, vậy nó mới đều cá nó mới đủ oxy. Chưa bơm nước nữa còn ăn à. Đây là rất là đông các cô các chị đang ngồi lặt cá linh nè, khoảng mấy chục người luôn cô chú anh chị, rất là đông luôn. Hồi sớm ít nha, giờ càng ngày càng đông nữa nè. Đó. Đây cá linh nhìn thấy rất là mê luôn nha. Cái dải nó chiếu lên luôn. Giờ này là xuồng ghe cá linh về tấp nập luôn nè cô chú anh chị. Cái anh ở trần bên kia ảnh cần sáng giờ là 3-4 lần rồi đấy. Dạ giờ này thì bên dưới bà con cũng đang cần cân cá linh tấp nập bên dưới á. Ở trên đây là khu vực chợ Bắc Đai trên bờ nè. Bây giờ thì chợ cũng tan rồi cô chú anh chị. Đó, bên đây thì cái quán nước này là năm nào người Campuchia cũng lại đây ngồi uống nước với lại ăn sáng lắm. Người ta đi bán cá rồi lên đây ngồi uống nước á. Đó. Ở đây thì có mấy cô bán bắp nướng đâu còn đây nè. Đó. Thì hôm nào thì cá nhiều, cá chợ nhiều thì em sẽ quay chi tiết cái ngôi chợ Bắc Đai ở trên bờ cho cô chú anh chị các bạn xem nha. Còn bây giờ em đưa cô chú anh chị các bạn đi sang cái cây cầu Bắc Đai để đi qua đồng bên trong cái cánh đồng mà Việt Nam giáp với Campuchia, xem nước nổi hôm nay lên cao chưa nha cô chú. Thì mình đi từ hướng này nè. Đó, bây giờ lên đây là cây cầu Bắc Đai trên đây. Ở đây mấy cái khạp ở đây, cô chú thấy mấy cái khạp ở đây nè. Mấy cái khạp đây là mấy cái khạp mà bà con ủ nước mắm á, người ta nấu nước mắm bán á cô chú. Sang lên đây thì mình có thể ngắm được cánh đồng nước nổi. Qua bên đây là mình nhìn bên đây là cái con sông chảy thẳng về Campuchia nè cô chú. Xa xa đó là bên kia là hàng trăm chiếc vỏ của người Campuchia, người ta đang khai thác hến ở bên kia đó. Người ta cào hến mùa này nhiều lắm. Bên dưới đây thì có một cái cây xăng nữa nè. Còn mình đứng ở trên cầu á, là mình có thể đứng trên cầu nhìn xuống bến cá đang hoạt động rất là sôi nổi bên dưới kìa cô chú. Đó. Rất là đông luôn. Hôm nay là có con cá linh nó còn nhỏ, với lại là cá chợ chưa có, cho nên em cũng quay sơ cho cô chú xem thôi. Hôm nào mà cá linh lớn với lại là cá chợ nhiều thì em sẽ quay chi tiết cho cô chú anh chị các bạn xem. Ở khu vực vòng vòng ở đây là xuồng vỏ bà con đậu
rất là đông luôn. Đây, à, cô chú thấy cái căn nhà này có cái phong cách sơn giống người Campuchia, đó, cất nhà sàn, đó, nhưng mà bên đây là phía bên Việt Nam á. Ở bên đây thì mình đi thẳng ra luôn là cánh đồng nước nổi nè. Hôm nay thì nước nghe nói lên cũng cao cao rồi. Giờ này là cũng khoảng 9 giờ mấy sáng rồi. Cũng gần 10 giờ sáng rồi cô chú. Cho nên là nắng lên cao rồi. Mấy ngày nay trời nắng. Ở bên đây bà con cũng còn trồng rẫy nè, hay là trồng bí nè, cái đám ruộng bí của bà con vẫn còn ở đây nè, nước chưa lên tới khu vực này. Ra đây ngắm cảnh mùa nước nổi đẹp lắm. Đặc biệt buổi sáng sớm hoặc là chiều hoàng hôn, trời mặt trời đang lặn á, ra đây ngắm cảnh đã lắm. Cái con này, cái con đường này gọi là con đường D của vùng biên giới. Hiện tại là mình thấy rất là nhiều những cái giớn của bà con đặt ở trên đồng rồi nè. Đây, những cái đường giớn này là của người Việt Nam mình. Nó nằm trên địa phận cánh đồng của Việt Nam nha. Còn xa xa kia cô chú thấy cái nhà đỏ đỏ không? Bức tường màu trắng đó. Ngói đỏ đó là cái chốt biên phòng của bên Campuchia. Đây lại đó chứ chưa được cây số. Đây, những cái đường giớn của bà con nè, đặt cũng rất là nhiều luôn. Ở đây mình thấy có mấy cái xuồng, mấy cái giỏ mà có muôi kìa. Đó là bà con mùa này là sẽ ăn ngủ ở trên đồng, trên những cái chiếc xuồng giỏ đó luôn đó. Ở đây không chỉ là người Kinh, người Việt Nam mình, và bên cạnh đó có người Campuchia nè, rồi người dân tộc Chăm nữa. Cũng đi làm nghề cá quanh năm ở trên những cái cánh đồng này. Mùa nước nổi thì bà con lại hoạt động sôi nổi hơn. Những cái ụ lục bình này nè, nó gây cản trở cho những cái đường giớn của bà con lắm nè. Cái anh này ông đang đẩy, đang đẩy mấy cái ụ lục bình cho nó trôi đi. Đó. Đây, giờ này ngắm cảnh đây quá trời đẹp luôn. Phía bên tay phải mình nè, bên tay trái nè, cũng có những cái đường giớn của bà con nữa. Phía bên tay trái là nước nó chưa có nhiều, nhưng mà bên tay phải là cá nhiều hơn, bà con đặt giớn cũng nhiều hơn nữa nè.
Năm nay nghe nói là nước lớn cho nên là hy vọng nước lớn bà con lại bắt được nhiều cá hơn. Còn bên đây là cái khu vực nhà bè của người Việt Nam mình, người ta đậu ở đây để nuôi cá nè, nuôi cá bè đó. Đây, cô chú anh chị các bạn có thể hình dung thì ngay vị trí này là cái con đường vành đai biên giới ha. À, phía bên này á, mình đi khoảng vài trăm mét nữa là sang địa phận Campuchia đó. Còn phía bên này là của Việt Nam mình nè. Cái chợ Bắc Đai thì nằm hướng này đó, cái bến cá sớm giờ em quay cho cô chú xem đó, nằm hướng bên đó. Con đường này thì chạy thẳng về Vĩnh Hội Đông luôn. Dạ rồi, có thể là em sẽ xin phép kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở một video lần sau. Một thời gian sắp tới thì cập nhật ông ở ngôi chợ Bắc Đai cũng như là bến cá Bắc Đai. Hy vọng sẽ quay được những cái cảnh, những cái con cá linh lớn hơn, rồi nhiều cái con cá đồng cho quý cô chú anh chị và các bạn xem nha. Cô chú anh chị và các bạn yêu quý kênh, vui lòng cho em một like, một bình luận và một lượt đăng ký. Em xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.